Anh chị, thì đây là cái kho xe Suzuki Gary và Lin Van ở bên em, giải pháp vận chuyển đô thị đó. Khối lượng cho phép để chở là 580 kg, và anh chị mình có thể chở vượt tối đa là 10% đối với hàng liền khối. Và hiện tại trong tháng 6 này anh chị, thì bà Lin Van đang có cái chương trình khuyến mãi rất là tốt, đó là 18 triệu tiền mặt sẽ trừ trực tiếp vào giá bán cho anh chị mình. Thì cái khoản khuyến mãi đó tương đương với 100% thuế trước bạ. Và hiện tại thì con bò Lin Van này anh chị, thì nó sẽ đóng thuế trước bạ là 6%, giống như những cái dòng xe bán tải. Nên là cái số tiền trước bạ nó sẽ tương đương 18 triệu đó, thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình cái phần phí đó. Và đối với cái xe trước bạ đóng 6% thì nó giống như là một cái dòng xe bán tải anh chị, và nó có thể chạy tất cả các giờ vào ra thành phố thoải mái mà sẽ không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Rồi thì sau đây xin mời anh chị mình cùng em điểm sơ qua những cái nét hay và những cái option cũng như là cái thùng của xe bà Lin Van này nhé. Rồi chào mừng tất cả các anh chị đến với kênh của em Minh Suzuki Đồng Hiệp Long An. Với hệ thống cửa trước mình sẽ có hai cái cửa anh chị, và ở đằng sau thùng hàng nó sẽ là một cái cửa lùa anh chị. Đó, đây là một cái cửa lùa, và đây là toàn bộ cái thùng để hàng đó. Và cái thùng để hàng này nó sẽ rất là kín và sẽ không có nước mưa dội vào được nha anh chị, vì đây là một cái xe van thùng kín. Và cái thùng này cũng được sản xuất rất là chắc cú anh chị, rất là chắc chắn và dày dặn, rất là chắc chắn và dày dặn. Và đối với cái thùng này thì mình sẽ có 3 vị trí để mở đồ, nó sẽ gồm hai cái cửa lùa hai bên hông và một cái cốp phía sau này anh chị. Đó, cái cốp phía sau đó thì mình nhìn cái khoang nó rất là trống anh chị, và cái cốp này nó mở ra cũng rất là bự và cao để dễ dàng cho anh chị mình có thể chất đồ vào. Nó em cao 1m75 anh chị, mà cái này nó mở lên thì nó cao hơn em khá là nhiều luôn nè. Nó cao hơn em khá là nhiều, nên là mình chất đồ nó khá là thoải mái và dễ chịu. Rồi tiếp theo thì mà anh chị mình đến với lại cái khoang cabin. Thì với cái khoang cabin này anh chị, thì mình sẽ có một cái vô lăng nhỏ nhỏ xinh xinh đó, số sàn rồi số tay. Và vẫn là một cái thiết kế thì ở đây cũng rất là trống anh chị, giúp tài xế dễ dàng có thể di chuyển từ ghế lái qua ghế phụ. Và cái xe này nó sử dụng động cơ 1.0 nha anh chị, 1.0 kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp. Và cái động cơ này á, thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu cũng như là linh hoạt đối với lại một cái chiếc xe có cái kích thước tương đối nhỏ như này. Thì đối với con bò Lin Van này anh chị, với kích thước nhỏ nhắn như thế này thì anh chị mình có thể di chuyển hầu được hết tất cả các đường ở quê, cũng như là ở thành phố. Mình có thể đi đường nhỏ, đường đan, đường thôn, rồi ở Sài Gòn mình có thể đi đường hẻm, xẹt mấy xẹt, miễn cái xe ba gác vô dừa là cái xe này có khả năng vô dừa nha anh chị. Đó. Và đặc biệt các anh chị, thì cái xe này nó sẽ trang bị sẵn là một cái bộ quạt gió và một cái đầu giải trí ở đây anh chị. Cái đầu giải trí này thì hiện tại nó đã có cái chức năng kết nối vào Bluetooth rồi. Nó có chức năng kết nối vào Bluetooth, mình sẽ kết nối điện thoại vào trong đây được. Và cái xe này nó sẽ có rất là nhiều cái hộc để đồ anh chị. Đó, rất là nhiều cái hộc để đồ để cho anh chị mình đựng thiết bị di động, điện thoại hay là những cái chứng từ hóa đơn để mà mình đi giao hàng anh chị. Và cái xe này bản thân xe nó sẽ không có máy lạnh nha anh chị. Và cái máy lạnh này thì bên em cũng sẽ trang bị được cho anh chị mình. Đó, thì xe này sẽ trang bị được những cái option ví dụ như là thảm sàn anh chị. Rồi máy lạnh cabin sẽ gắn ở đây. Đó, anh chị nào có nhu cầu gắn máy lạnh cabin thì bên em vẫn gắn được cho mình. Rồi có một số chở hàng thì bắt buộc ở đây phải làm vách ngăn. Vách ngăn ở đây anh chị, để ngăn tách biệt cái khoang cabin với lại cái khoang chứa hàng, thì bên em cũng làm được cái vách ngăn cho mình luôn. Đó, rồi ngoài ra thì cái xe này nó cũng có vè che mưa luôn nha anh chị. Có sẽ có cái vè che mưa ở đây. Đó, thì những cái option đó thì bên em đều có hết. Đó, và trong tháng này đang có giảm giá khuyến mãi rất là tốt anh chị. Nên là anh chị nào có nhu cầu sử dụng cái xe van này, đó, mua lẻ hay là mua lô gì bên em đều bán cả. Đó, và xe bên em thì xe sẵn giao ngay đây anh chị. Đó, em sẽ giao ngay liền cho anh chị mình. Rồi anh chị có nhu cầu thì liên hệ ngay với số hotline của em để trên góc màn hình, để em tư vấn và bàn giao đến những anh chị mình những cái xe này sớm nhất có thể nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp tất cả anh chị trong những video tiếp theo ạ.